Cô chờ chút nha. Trâm ơi, có ai gọi kìa em? Alo. Anh nào đó? Bà chị. Chị quen ngồi nào? Sao kể cho em nghe. À, bạn chị mới quen thôi hả? Anh tên gì? Nhiều chuyện quá à. Tên gì kệ anh ta. Nè, sáng sớm gọi chị có chuyện gì không? Thì chị nhắn tin nói em thức dậy gọi chị mà. À, chị quên. Hôm nay đi làm á. Nhớ xịt cái mùi thơm xe nha. Ông em đâu thích mùi đó lắm á. Ông thích mùi gì thì kệ ông chứ. Nè, hôm nay là ngày quan trọng của em mà, nhớ chưa? Vậy chị nói ảnh tên gì đi rồi em xịt. Hùng. Quên rồi hả? Anh không nhớ gì sao? Nhớ gì em? Hôm qua đó. Anh có nhớ tên của em không á? Cúc. À không. Không. Xin lỗi em. Anh có một cuộc hẹn với người ta quan trọng lắm. Lát nữa em đi, nhớ khóa cửa giùm anh nha. Anh phải dọt đây. Sao dẫn về cho má con mắt được? Không có bồ là không có bồ chứ sao má? Thiếu gì người độc thân như con? Sao mà bất bình thường? Như vậy mới là tự do đó. Con gái phiền lắm. Con Duyên hả? Thôi, con nhỏ đi vô duyên chết bà nội. Em nhớ nhắc các biên tập viên về cuộc họp quan trọng trưa nay đó. Em đã chuẩn bị hồ sơ chưa? Không, trước 10 giờ phải hoàn tất. Vậy nha, chị có điện thoại. Anh yêu, chưa gì hết mình đã chúc mừng em à. Vậy tối nay gặp anh ha. Đường thấy gì hết trơn nè. Anh thấy đường chưa? Có đồng tôi hả? Tôi có đạp thắng rồi nhưng mà không kịp. Thông thường là người ta phải đạp thắng trước khi đụng người khác biết không? Anh không sao chứ? Không có sao. Ngoài bầm mông bông gân và dập lá lách ra thì không có sao. Anh à. Ở trời ơi, mấy chỗ xét bị chạy hết trơn rồi nè. Hay là anh cầm đỡ 1 triệu nha. Coi như là bồi thường thiệt hại được không anh? Cô làm ơn qua giúp tôi vô hoàng tử nổ máy đi, chân của tôi bị đau quá. Hoàng tử gì ạ? Đây là hoàng tử cốc, còn zin nguyên si từ con ốc cho tới bù lon, hàng hiếm trên thế giới biết không? Qua đây đạp giúp giùm cái. Nè, qua đây nè, tay này cầm đây, chân này đạp đây nè, đạp mạnh vô. Mấy cái thứ đường cổ này, cô làm như xe cô đời mới dữ à? Mấy mới? Cái đầu mắt zin. Tôi mà biết như vậy á, hồi nãy tôi khóc nên đạp thắng luôn. Đạp nổ máy xe đi bà cô nội.
Lãnh đạo của báo đẹp đã đến đầy đủ rồi đó. Tốt, bạn thiết kế mới đâu? Em để trên bàn của chị á. Ừ. Chào tất cả nè. Chiều nay em nhớ ở lại để họp cho buổi thời trang gala cuối tuần này nha. Chị ơi, nhưng mà chiều nay bạn trai của em đã hẹn đi coi Rockstorm. Thì hẹn nó lại bữa khác. Chị, nhưng mà em tính... Cứ như vậy đi. Tấm này đẹp, gửi email cho chị. Em tính nói là không đi, mà không có lý do từ chối. Giờ có rồi, cảm ơn chị. Anh thật chụp hình mới đâu? Chưa tới. Ủa, chị Trâm. Tự nhiên đi trễ làm chị Lâm muốn chết hả? Tại sao chị có bạn trai mà giấu em? Thì em đã có hỏi. Với lại cũng đâu có gì đâu khoe. Chiều nay rảnh, rủ anh đi cà phê ha. Ý, không được. Sao vậy? Anh bị tàn tật nên mặc cảm lắm, không muốn ai hết. Nhưng mà anh bị sao hả chị? Anh bị khiếm thị cho nên sợ ra đường lắm, bị sa thải đường hoa. Nhưng mà thôi, hôm nay nhà vui của em, bỏ mấy chị khác qua bên đi ha. Quay qua nè. Ây da, chị làm gì vậy? Ây da, bỏ em tính đi lính hả? Mấy ông cho mình lên chức thì mình phải biết điều mấy ông chút chứ. Thôi kỳ lắm, buông thì ra coi, nhanh lên nè. Đó, nhìn nè, đó, cho mẹ ông thèm chơi. Hay... có cần em cởi luôn áo ngực ra không? Nè, đừng có tự tin quá nghe chưa. Xem vào coi. Bạn tính vậy, hớp cho mẹ em coi hả? Tai nạn, chứ nghĩ cái gì nữa chị. Thôi được rồi, ngồi đây đi. Nè, cởi giày ra coi. Dạ. Cởi giày ra. Mang vô. Cho chị mượn xíu nha. Nè, chị mà là đàn ông á, thế nào sáng mai chị bị nổi một lẹo cho coi. Mới sáng sớm bị chiếu tướng rồi. Đúng rồi, chóng xỉ lên. Nè, mai mốt lên chiếc rồi á, không được quên chị nghe chưa. Nghe lời bà Trâm số 7 là chết. Xin chào tất cả mọi người. Mời cô ngồi. Trước khi bắt đầu cuộc họp thì cho phép em được dành ít phút để gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo đã thật sự ưu ái em trong suốt thời gian vừa qua. Em đã chờ đợi cơ hội này 3 năm rồi đó. Và để đáp lại sự tin tưởng của tất cả quý vị, em xin hứa là sẽ phấn đấu nỗ lực làm việc thật tốt để xứng đáng với vai trò là thư ký tòa soạn của tạp chí của chúng ta. Tôi cảm ơn cô đã làm việc rất tốt trong thời gian vừa qua. Nhưng cô đã hiểu lầm về mục đích buổi họp hôm nay. Thật ra là em chỉ giỡn cho vui thôi. Em thấy mọi người đi họp căng thẳng quá đó, cho nên em pha trò cho vui thôi. Vui quá đúng không ạ? Dạ, em xin phép được họp. Chúng tôi vừa họp xong với Katoko. Họ nói họ muốn hủy hợp đồng quảng cáo. Cô nghĩ như thế nào về chất lượng hình ảnh của mình trong những số vừa rồi? Thật ra là em vừa mới tuyển được một nhiếp ảnh mới
rất là có tay nghề. Katako là một khách hàng lớn của tạp chí chúng ta. Nếu chúng ta để mất họ, chúng ta sẽ hết sức khó khăn. Dạ. Chúng tôi hy vọng rằng cô phải biết làm gì trong thời gian tới. Chức vụ thư ký tòa soạn tạm gác lại. Tất cả là lỗi của chị hết. Tại chị làm việc tệ quá nên họ mới đối xử với em vậy á. Chị đừng có nói như vậy. Nếu không á, em lên chức từ lâu rồi. Anh thả cho mình mới, mình giỏi lắm. Chị sẽ không làm thất vọng nữa đâu. Vẽ sắc nét lên coi. Nhà tài trợ chính á, vẽ nhẹ nhẹ rút tiền cái đói cả lửa biết chưa. Nè nè nè, có ai cần gì cho tôi biết nghe chưa. Cái màu xanh đó không hợp, đỡ màu khác đi. Còn cái tóc nữa, làm gì mà dựng nó lên đi. Đè nó xuống giùm một cái, nhìn giống tôi chim quá à. Vác cái đầu ra đường đi vòng dám chim bay vô đẻ lắm. Đi thêm vòng nữa về dám có chứng ấp là ăn luôn. Thôi màu xanh đó cũng không hợp đâu. Nè, lấy màu đỏ này cho tôi, đỏ băm nè, bỏ lên. Chị ơi, cái màu là màu cũ, em chọn rồi chị đổi lại đó. Có lộn không đó? Lộn gì mà lộn, cái màu nãy em, cái màu đỏ băm, rõ ràng cái màu này nữa. Đỏ này nè, đỏ, nó đỏ, băm băm. Mệt quá, tôi nói sửa đi. Chị mệt, em cũng mệt lắm, thôi không làm nữa, sửa hoài à. Nè, thôi, ngồi xuống, nghe chị nói nè. Hai người đều đã chọn cái màu mà tôi đã đồng ý trước đó. Thôi, em nghe lời chị, làm cái mặt cho hoàn hảo giùm chị nha. Nói chuyện như chị này nè, phải dễ thương không? Tôi làm là vì chị này đó nha. Chứ phải cái cách trừ lương quỷ này. Chị à, ngay cả chị còn mất bình tĩnh là chết em luôn á. Ông chụp hình mới đâu, sao giờ này chưa thấy tới? Tôi đây nè. Xin chào, tôi là Trang, stylist của tạp chí, người phỏng vấn qua điện thoại đó. Ủa, tôi tưởng tôi nói chuyện với anh nào chứ. Lỗi, tôi tới trễ một chút. Có con nhỏ không biết lái xe, đụng vào xe của tôi. Sau đó ông tưởng tôi làm tiền nó nữa chứ. Con quỷ này mất dạy vậy. Anh có kinh nghiệm chụp hình gì không? Cô có thể xem vài tấm của tôi chụp ở đây nếu cô nghi ngờ tài năng của tôi. Wow. Bây giờ tôi có thể về rồi chứ. Ủa? À, sao kỳ cục vậy? Em chính là cái người đã đụng xe hàng chả đó. Tôi chết rồi. Ai chết? Em có biết là khó khăn lắm chị mới mời được cái thằng chả này của em về đây không? Mình rất cần cái thằng chả này. Chính ổng cần mình thì có. Cần sao bỏ đi kìa. Nói chung là em không thích ổng. Giống y chang như thằng cha stylist làm trước chị vậy đó. Nói chuyện á, mà cứ dòm xuống cổ áo em không à. Nhưng mà ổng là người chụp hình nổi tiếng nhất trong giới. Bên khách hàng đề nghị phải mời cho bằng được ổng. Bây giờ ổng đi rồi, làm sao lên trước đây? Hả? Chuyện hồi sáng hoàn toàn là lỗi của tôi. Ờ, tôi tưởng là lỗi của tôi ấy chứ. Tôi biết là anh không có ưa tôi. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi cũng chẳng ưa gì cái bản mặt của anh đâu. Cô mà không nói á, tôi tưởng cô yêu tôi lắm á. À, tôi yêu anh á cũng giống như là yêu hoàng tử cóc quanh vậy đó. Nhưng mà bây giờ tôi muốn bỏ chuyện này qua một bên. Thật ra tôi rất là thích những bức ảnh của anh. Chúng ta đều là những người chuyên nghiệp. Tôi hy vọng chúng ta sẽ không để những chuyện tình cảm, cóc nhái, riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu như anh có điều kiện gì thì cứ nói thẳng ra. Nếu hợp lý, tôi sẵn sàng hợp tác. Còn nếu như anh không phải là người chuyên nghiệp thì thôi vậy. Tôi không còn gì để nói nữa. Cô thích mấy tấm hình của tôi thật à? Đó là điều kiện của anh đó hả? Tôi thích đi trễ về sớm. Trời mưa thì tôi đợi tạnh rồi mới đi làm. Tiền lương của tôi thì phải thêm 50% cộng với tiền xăng nhớt, tiền ho bế hoàng tử cốc của tôi hàng tuần. Vậy có cần chị mỗi ngày lái xe qua đưa đón cưng đi làm luôn không? Đi thì bằng lái lại đi, anh chưa có muốn chết sớm. Anh còn muốn cái giống gì nữa nói luôn đi.
tôi có một tập hình khỏa thân, cô muốn xem qua cho biết không? Chắc là mấy cái loại ảnh mà dụ dỗ con gái người ta vô phòng rồi đè ra mà chụp chứ gì. Ê, cho tôi quay với có được không ạ? À? Sức khỏe là trên hết á cụ ạ. À. Vậy tôi quay nửa mắt thôi. Con cho cụ coi hình được rửa cho an toàn nha. Cũng được. Cô cần tôi như vậy mà nếu tôi từ chối cô thì tội nghiệp cô quá. Trung Hà sao rồi con? Dạ, anh bình thường mà. Tập độ dầu khí nó làm sao ạ? Con nghe nói là cũng phát triển lắm. Dạo này á, anh bận hơn con gấp 10 lần rồi. Hễ nói tới là bận, con tính cho mẹ nằm xuống rồi con mới lấy chồng hả? Ba. Dạo này á, cái lưng của ba còn đau không? Nói với mẹ mày có đi chợ mua người ta cho giàu. Ba. Cái gì con? Mẹ có nghe ba vừa nói gì không? Mẹ mày đâu có điếc. Chuyện gì con? Ba nói với mẹ khi nào ra chợ nhớ mua giùm ba một chai dầu. Mua rồi, để trên đầu giường cho ổng á. Ba. Mẹ đang nói chuyện với ba kìa. Ổng thính tai còn hơn tao nữa. Nói gì vậy? Trời ơi. Rồi lỡ như không có con ở đây rồi ba mẹ không bao giờ nói chuyện với nhau luôn sao? Đâu có thể nói chuyện với cái người mà lúc nào cũng cho mình là phải. Nói chuyện á với người không biết phải trái nói làm gì con? Ba với mẹ cứ cãi nhau mấy chục năm nay rồi không biết mệt rồi. Thôi con đi về tòa soạn. Mệt gì con? Vui lắm á. Ngày nào á ổng cũng làm cho tao mắc cười hết á. Thiệt hả mẹ? Ba làm gì mẹ? Ổng giả bộ làm người dân với tao á. Đâu có. Lúc nào tao cũng để ý tới bà. Ba nói thiệt không đó? Tao để ý bà ở đâu á, tao trốn đi chỗ khác. Thôi con về nha. Hồi nãy á con có nói với ổng á là mẹ để chai dầu trên đầu giường không? Ba à, mẹ nói với ba là mẹ để chai dầu trên đầu giường cho ba rồi. Nói với ba là tao hầm thuốc bắc rồi. Bà vô bà uống đi. Mẹ. Có cần con lặp lại không? Lặp lại chuyện gì? Trời ơi, trời. Em nhớ soạn lại bản chi tiết chương trình rồi gửi vào email cho chị. Dạ, em biết rồi. Thôi em về trước nha. Nè, em ơi. Đứng yên đó. Chị cảm ơn em, không chỉ riêng đôi giày. Có làm, có chơi. Cảm ơn chị. Thôi chị cũng về nghỉ sớm nha, làm cho chết hả? Em về nha. Búp bê. Anh à, anh còn chiếc váy nào mắc mẻ hơn nữa không? Để em kể cho anh nghe. Thôi, lát nữa đi. Anh có món quà chúc mừng em. Đẹp quá. Cảm ơn anh. Anh muốn giới thiệu em với mấy đối tác của anh. Xin giới thiệu với các anh, đây là Khánh Linh, vợ sắp cưới của tôi. Chào cô. Anh chọn ngày tốt chưa? Tháng sau, anh sẽ nhận được thiệp mời. Chúc mừng. Anh à, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì vậy? Xin lỗi mấy anh.
Tại sao anh không nói với em về chuyện đám cưới? Không phải em đã hứa với anh khi nào lên thư ký tòa soạn thì mình sẽ làm đám cưới sao? Cho dù có lên chức, ít ra anh cũng phải nói cho em một tiếng chứ. Thôi, em có lên chức hay không cũng không quan trọng. Anh vẫn không tin em sẽ đạt được điều này hả? Anh không muốn ngồi yên chờ em theo đuổi một cái gì đó ngoài tầm tay của em nữa. Trước mắt anh muốn em gặp mẹ anh ngay. Chiếc váy của em làm cho mọi người mỗi cổ quá. Alo, Khánh Linh hả? Chị đang làm gì? Em ghé nhà chị chút xíu được không? À, được chứ. Chị nào cần tới? Em tới rồi nè. Mới thấy bóng chị lấp ló sau cửa kìa. Anh Hùng. Anh Hùng đó em. Chị là anh Hùng đó. Anh Hùng chị nói sáng á. Anh Hùng á. Chị đang ngoài đường xa lắm. Vậy thôi chị về mau nha. Em đợi chị ở nhà đó. Chị tôi. Tôi. Dạ, chào anh. Em là Khánh Linh. Hồi sáng có gọi điện nói chuyện với anh ạ. À, tiếc quá. Trâm không có ở nhà. Em là Khánh Linh đó hả? Em làm gì vậy? Anh lấy đường hả? Trâm không nói cho em biết là anh bị khiếm thị hả? Dạ không, chị có nói ạ. Anh nhìn hụt hết rồi em. Tại sao anh biết là hụt à? Anh bị mù á. Sao anh biết em giờ thầy lên chứ? Thì anh thấy gió nó phất ngay mũi anh. Nghe cái mũi em. Em vô nhà ngồi đợi chị Trâm. Cảm ơn em. Đi. Ui da. Ui da. Anh có sao? Anh không thấy đường em ơi. Dạ. Anh không thấy đường, thấy không? Dạ. Mà sao trong nhà lại đeo khẩu trang? Tại sáng giờ anh ăn không bít. Anh quá trời luôn. Bởi vì anh đeo khẩu trang đề phòng. Em ăn không bít hả? Nhà anh còn nhiều khẩu trang lắm á. Mà nè, em tới kiếm Trâm có chuyện gì không vậy? Em ghé chơi chút xíu thôi ạ. Rồi chừng nào em về? Chứ anh sợ là em chờ chóng nổi á. Trâm chắc đi lâu lắm đó em. Dạ, để em gọi hối chị. Thôi. Ủa, chị Trâm nè. Ủa, Trâm hả? Sao chị lại nói dối em? Em ơi. Anh làm gì vậy? Thiệt, chuyện nước này rồi, anh phải nói thiệt với em thôi. Thật ra là nãy giờ anh với Trâm hai đứa đang ấy nhau. Ấy? Đang ấy đó. Thấy không? Đang oh yeah. Xong cái em tới, em gọi điện thoại cho Trâm. Mà kẹt cái em gọi ngay lúc mà anh với Trâm hai đứa chuẩn bị oh yeah. Đó. Cái
kẹt quá, Trâm mới bắt là nó dối em đó chứ. Được rồi, để anh kêu Trâm ra cho em gặp mặt. Xin lỗi. Để em kêu cho. Em đây đi ha. Trâm đang thấy không? Không có gì trên người hết. Nhìn để anh kêu. Em đây đi ha. Kêu Trâm lại liền nha. Khánh Linh về rồi ha. Cô đang ngoài em ơi, anh nói cho cô biết hết rồi. Chết rồi, em phải ra xin lỗi Khánh Linh. Ngoài em ơi, anh đã hướng quá, vậy qua thành chiều nói em. Mau dục làm tên ảo rồi em ơi. Cái anh này làm gì kỳ vậy? Nhau. Nằm xuống đi em. Giãn chi ra em, giãn chi ra. Anh bắt đầu nha em. Vô. Vô. Chết em anh Hồng ơi. Trời chết luôn. Chị, anh Hồng có sao không? Chết rồi. Nhưng nếu ông yêu em, ông phải chấp nhận con người thật của em chứ. Phụ nữ làm nội trợ cũng tốt mà, phải không chị? Thì ai nói không tốt. Nhưng nếu em không sống thật với lòng mình, em sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Váy này tung ra nè, tung ra cho nó tự nhiên nè. Đó. Đó. Đẹp đó. Nhưng không làm gì. Có rồi trời. Lần sau phải cầm bằng hai tay nghe chưa? Cẩn thận, phải không cho làm trợ lý nữa đó. Bây giờ em chống tay xuống. Bò, tưởng tượng như em là con ngựa. Đó, ngựa chướng cái coi. Đó, ngựa cười cái coi. Ý nè. Dạ, con nghe ba. Ý nè. Ba nói sao? Ngoài đau tim, mẹ cháu còn bị cao huyết áp. Chắc là do căng thẳng quá chứ gì. Căng thẳng? Bây giờ mẹ cháu đang hồi phục. Nhưng mà lần sau không có may mắn như lần này nữa đâu. Cháu phải làm sao hả bác sĩ? Đừng có để chuyện gì khiến cho bà lo lắng. Mẹ cháu có tâm nguyện gì không? Anh nghe đây búp bê của anh. Ngày mai anh dắt em đi gặp má anh nha. Ok. Mai anh sẽ sắp xếp rồi báo em. Ngủ ngon nha bức bê của anh. Đây là một số hình tôi đã chọn ra. Hy vọng là cô sẽ thích nó. Anh cứ để đây, tôi sẽ coi sau. Thôi được. Có gì thì cô gọi tôi. À, nghe nói sắp tới mình sẽ chụp hình của Hoa hậu đúng không? Có vấn đề gì không anh? Cô đừng đổi ý là được rồi. Trâm có nói với tôi rất nhiều về cô và chuyện không may về việc lên chức của cô. Còn chuyện gì nữa không? Cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô. Anh có sao không vậy? Không sao. Thỉnh thoảng tôi thích la làng la sớm cho người ta tưởng tôi khùng chơi á. Dạ.
mà. Dạ con chào bác. Quê quán cháu ở đâu? Dạ nhà... Gia đình có mấy anh em? Có ai học bác sĩ, luật sư gì không? Ông bà là người thế nào? Ông ấy làm ngành gì? Chào thưa cô. Có kinh doanh gì lớn không? Cháu đã có bằng cấp gì chưa? Thưa bác, câu hỏi đầu tiên là cái gì con quên mất tiêu rồi. Quên? Tôi có đọc một bài báo, người ta nói rằng đàn bà mà hay quên ấy thì hiếm khi chung thủy. Dạ, ba má của cháu là... Khoan, cháu hãy trả lời theo thứ tự. Bác ơi, bác làm ơn lặp lại câu hỏi một lần nữa được không ạ? Tôi làm sao nhớ được mà lặp lại. Cháu ngồi kia. Dạ. Cậu đi ngồi ở đâu đấy? Hoa lệch rồi, đã nói bao nhiêu lần. Ở nhà này mọi thứ phải cân xứng mới được. Mẹ anh là thầy phong thủy. Trung Hà nói cháu rất siêng năng làm việc. Dạ, cháu rất là yêu công việc của mình ạ. Là đàn bà, con gái phải dành nhiều thời gian cho gia đình. Vâng, cưới xong Khánh Linh sẽ nghỉ làm để lo việc nhà thôi mẹ. Ồ, vậy thì siêng năng làm việc mà làm gì? Mẹ anh thích em lắm đó. Có cần em phải học nói giọng Bắc luôn không? Mẹ sao rồi? Mẹ cũng hơi đỡ. Hôm nay á, con đến ra mắt nhà người ta làm sao rồi? Con kể cho mẹ nghe đi. Dạ, anh Trung Hà nói mẹ anh thích con lắm. Thiệt hả con? Mà mẹ cũng đừng lo cho con nữa. Sớm hết bệnh rồi về nhà với ba nha. Nhắc tới ổng á, tao muốn ở trong đây luôn cho nó yên thân. Thôi, mẹ cúp máy nha. Em muốn đi đâu xa ra khỏi thành phố này? Em có lên cung trăng đi nữa, rồi em phải trở về đối diện thực tại thôi. Chỗ này phong. Em không còn muốn lên chức nữa. Thôi, em say lắm rồi, đừng có uống nữa. Khánh Linh à, chị đi về đi. Chị không bao giờ hiểu hoàn cảnh của em hết á. Khánh Linh, nghe chị nói nè, em có biết tại sao chị người mù không? Chị đến với anh Hùng bởi vì anh ấy không thể nhìn thấy chị, nhưng chị biết một ngày nào đó chị cũng phải đối diện sự thật thôi à. Đi với em đi chị. Chào sếp. Anh làm gì ở đây? Quán của thằng bạn tôi. Hai người tính đi đâu đó? Tôi muốn đi nơi nào xa xa mà không có anh ở đó đó. À tôi biết rồi. Để ngồi nhớ đến tôi phải không? Bị khùng mà. Không. Điên. Tôi tưởng tỉnh nè. Khánh Linh à, hay là lên chức rồi, muốn đi đâu thì đi nha. Em sẽ đi một mình. Mình cũng có thể đi xa vì công việc mà. Hay là mình đi hậu cốc chụp hình cho cô hậu đi. Em khó chịu quá à. Trời ơi, em mới ăn cháo đậu hả?
khóc vậy? Hồi tối hôm qua mình bàn về chuyện này rồi, cậu không nhớ à? Tôi chỉ nhớ hôm qua tôi có ói lên người của anh thôi. 3 lần. Thôi mình nói chuyện khác đi ha. Phố Cốc là quê của tôi. Ở đó nhiều cảnh chụp đẹp lắm. Vậy hả? Hôm qua tôi mà không có say thì bữa nay mình không có đi Hồ Cốc một kiếp gì đâu. Chị làm ơn đừng có quạt nữa được không? Xe có máy lạnh là muốn chết à? Tắt máy lạnh đi ba Tài ơi. Anh là thợ chụp hình hả? À, chụp hình là mấy ông đứng ngoài công viên á. Ủa? Vậy còn anh đứng ở đâu? Anh tưởng em đẹp thôi, ai giờ có duyên quá. Thôi cái phải quan vô chút xíu em. Rồi ngước mặt lên nha. Ừ đó, rồi quay hàng ra. Không phải cái cùi chỏ. Đứng ra chút xíu. Em không có mặc quần dài đó. Rồi vậy mới vén áo ra. Thôi anh kỳ quá à. Vậy chứ có chân dài đi làm chi em. Để khỏi mang giày cao gót chứ làm chi. Nè, em cầm vô dùm chị. Chị đi tẹt cái nha. Chắc đi tè mà không rủ nha. Làm em mất tè muốn chết luôn mà không biết đi tè ở đâu hết. Ai biết một đứa chỗ nào mà gãi. Thôi ngồi xuống đây luôn đi. Đi đâu nữa. Chị bị đẻ ngược. Rồi một chân em để lên đây. Đưa con chân này nhọn ra luôn. Chị giòn kìa. Ngứa mắt muốn chết à. Em nhắm mắt lại đi. Làm gì vậy? Chị gãi mắt cho em á. Bây giờ em cởi áo ngực ra nha. Chụp đi anh. Rồi chụp nha. Sexy lên. Bây giờ em làm động tác múa ba lê cho anh đi. Em không biết múa ba lê. Vậy thì em làm con lãi đi. Con lãi là sao anh? Thì tưởng tượng như em là con lãi vậy đó. Nhập vai đi cưng. Rồi vô. Con này là con lăng quăng. Con lãi phải chậm lại. Đó, nhìn vô ống kính nè. Đó, vậy đó con lãi kêu gọi. Hôm nay là chụp xong rồi đó. Ngày mai chụp tiếp. Lạnh muốn chết luôn. Chị ơi, che khăn cho em thay đồ đi. Gì nhìn em dữ vậy? Tại chị thấy em đẹp nên chị nhìn đấy mà. Thiệt không? Thiệt. Chị không nghĩ em nên sửa ngực hả? Thôi, đừng sửa ngực. Ngực thiệt, nhìn mới sướng. Thiệt hả chị? Ừ. Vậy chị cho em mấy điểm? Nhiều. Khó chấm. Có gì đâu mà khó. Chị nhìn kỹ đi, rồi cho em một điểm tổng quát. Mấy điểm trên 10 hả chị? 300. Thì hả chị? 300 trên 10 luôn. Vậy em khỏi sửa rồi. Đẹp lắm rồi. Nhưng mà hỏi chị cũng như không. Người ta bên lớn bên nhỏ à, cũng không thấy à, đâu. Chị thấy ngực em nó cân đối đều mà. Cân đối đâu? Nè chị thử đi. Đó thấy chưa? Đúng không? Đúng rồi. Ngực em một bên bự, một bên bự hơn. Cái hộp sữa muỗi của em nó bị méo một bên. Chị nghĩ cái này có sửa được không chị? Thôi, kệ đi. Để nó méo méo, nhìn cho nó tiếu tiếu. Vậy chị cho em coi cái hộp sữa muỗi của chị đi.
mấy học sinh mũi chị chắc nó dính vô nhau luôn quá. Phải thay đồ đi em. Cái dù Tôi nghĩ cô quyết định đi xa lần này là rất sáng suốt. Có cần tôi đưa số phòng của cô qua hậu cho anh luôn không? Cô yên tâm, không có chuyện gì đâu. Anh muốn làm gì á thì chờ về Sài Gòn mà làm. Còn ở đây thì phải ăn chay đó. Chuyện này thì tôi không dám hứa. Anh nói gì? Tối nay má tôi mời cô và Trâm về nhà ăn tối. Từ Tết đến giờ tôi chưa có dịp về nhà. Nếu cô đi được thì má tôi sẽ rất là vui. Anh cảm ơn bác giùm tôi. Nhưng mà tôi không muốn làm phiền bác đâu. Má tôi sống có một mình à. Ít có dịp tôi làm cho má tôi vui. Nếu cô đi được thì tôi sẽ rất cảm ơn. Ủa? Sến! Má! Trời ơi! Con về đó hả? Trời ơi! Đi xe có cực lắm không con? Không. Dạ, con chào bác. Chào con. Chào con. Đây là cô Trâm phải không? Lại cái thằng Sơn nó nói à. Còn đây là Linh phải không? Chàng ơi, dễ thương, đẹp gái ghê luôn á. Vậy mà thằng Sơn nó nói giống như bà Trần Lửa. Con tay vậy mà giữ bà Trần hồi nào. Sơn, mới về hả con? Đi cậu ba. Đây là cậu ba, em út của má tôi. Dạ. Ủa, bạn con hả? Dạ. Tên gì vậy? Dạ con tên Linh. Linh hả? Còn bên đây Dạ con tên Trâm. Anh Sơn, anh mới về hả? Lâu quá không gặp em. Má kêu em bao phụ má nấu cơm cho anh ăn nè. Trời, chị đẹp quá à. Chị đẹp thấy ghê luôn á. Còn đây là chị Trâm. Trâm. Trời, nhìn cái tướng của chị kìa, bự bành đái luôn vậy đó. Đây là Duyên, bạn hàng xóm hồi nhỏ của Hùng Sơn á. Em hiểu rồi, vô đi. Thôi đi xuống đây con. Em xuống trước nha anh Sơn. Má kêu Duyên qua chị tội nghiệp đó. Gì đâu tội nghiệp. Thôi vô nhà đi con, đi vô nhà. Dạ, uống nước rồi mới đó. Sơn, đeo qua đây. Nè, ghế con nè, ngồi cạnh Duyên đi. Dạ, má ngồi em ăn. Con ngồi bên đây tiếp. Chai rượu Hùng Sơn nó cho hồi Tết. Bữa nay mới có dịp đem ra chiêu đãi khách quý. Khách quý. Duyên, con qua ghế kia ngồi thì con có duyên hơn. Dạ cậu ba. Thôi mời mọi người ăn cơm cho ngon nha. Lâu lắm rồi bác đâu có nấu được những cái món này. Ủa sao vậy bác? Sơn đâu có về đâu. Bác nấu cho ai ăn? Dạ đúng rồi đó bác. Dạo này á, ảnh rất là bận để chụp hình mấy cô hoa hậu và người mẫu không à. Không có nhiều thời gian bác ơi. Tại sao mà chung quanh nó toàn là những người đẹp mà đến giờ này con vẫn chưa có bạn gái làm sao? Thì đây là công việc con mà má. Công việc cái gì? Nếu như má toàn là những người xấu xí thì má đâu có nói. Còn đằng này. Sao má? Thôi đi. Trời ơi. Trời ơi. Dạ thôi cậu ba chắc con về trước. Chào hai chị em về. Mấy Trâm ăn miếng thịt đùi nha. Cậu ba ăn miếng phao câu nha. Cậu mà sao ăn cho vô. Anh ba ăn miếng đít gà đi. Sao vậy? Hiểu ý suy nghĩ lên trời. Chắc cực chết tôi đang quá. Sao tự nhiên má khóc vậy? Con tưởng là con trốn lên Sài Gòn là má không biết hả? Má biết cái gì? Có phải là con không có
con không có thích con Duyên là tại vì nó vô duyên. Nói với má cả trăm lần rồi. Má nói là con không thích con gái chứ không phải là má nói con không thích con Duyên. Thì con Duyên nó không phải là con gái chứ nó là con gì? Ý má nói con là BD. Hả? Cậu ba, sao cổng chạy vô trỏng, có chuyện gì xảy ra không? Anh lên đây mới có chuyện xảy ra chứ. Cậu ba ơi, chị Trâm á, chỉ còn độc thân với cậu. Vậy sao? Ui da. Chuyện gì vậy Trâm? Bé Trâm bị mũi chích. Anh có dầu xanh mà, đưa anh xức cho bé. À, thôi được rồi cậu. Cậu biết chỗ nào đâu mà xức. Trời ơi, con mũi không có lương tâm. Cái đùi con người ta trắng vậy đó mà nó nở nào nó lấy kim nó chích vô được hả? Ước gì anh cũng là con mũi, lúc đó anh cũng lấy kim anh chích em. Ui da. Ẩu cha mày mũi đực. Mấy con mũi đực mày muốn gặp tao là rút kim vô hết nghe chị mày. Tập bẻ kim mày nè con. Vậy rồi. Giết mày. Trời ơi, sao má nghĩ con không thích con gái? Ôi, hồi đó tôi thích con gái. Xanh nó ra cho nó chơi búp bê. Tôi cho nó mặc áo đầm. Bây giờ nó mới như vậy nè trời ơi. Dạ thưa bác ạ, tụi con xin phép bác về trước ạ, để cho bác nghỉ ngơi. Thôi đi về đi. Dạ. À, khoan, em chờ anh một chút. À, thưa má, à, Khánh Linh chính là bạn gái của con. Ai là bạn gái của anh? Mình không cần phải giấu má nữa. Nè, con yêu nó thiệt hả? Dạ. À, dạ thiệt. Em nói đi em, nói cho má anh biết là anh không phải là BD. Anh thích con gái. Nói cho má anh biết đi. Dạ thưa bác, con trai của bác á không có phải là BD đâu. Ảnh chỉ thích bê chân dài lên giường thôi. Chân dài nào? Nó nói với bác, con là bạn gái của nó mà. À, dạ, à, chân dài chính là Khánh Linh đó má. À, chân dài của anh. So với má thì cái chân của nó cũng dài dài ha. Dạ, tiếng máy lần không ạ? Cái thằng quỷ này làm cho má hết hồn à. Nè, chiếc nhẫn của Linh đẹp quá à. Dạ thưa bác, thật ra con đã đính hôn rồi ạ. Cái gì? Con cầu hôn Linh rồi hả? Dạ. Tại sao cái chuyện lớn như vậy mà con không nói với má hả? À, tại vì con muốn làm cho má ngạc nhiên. Vậy thì con định chừng nào con mới nói cho má biết hả? À, dạ thì tối nay nè, con kêu Khánh Linh tới ra mắt má đó. Má khui ra làm bể chuyện mắc vui hết trơn. À, nó cầu hôn với con hồi nào vậy? Bữa nay em với anh chấn hết chai này nha. Nãy giờ mấy ly rồi cô ba? Biết vậy rồi nhưng mà anh vui quá. Chiều anh đi. Dạ uống hết ly này đi ngủ phải không? Em thích anh chiều. Từ đây. Vô. Trời ơi trời ơi. Cái mỏ. Thích mỏ giống tôi lắm hả? Anh chết cái mỏ này nè. Qua Châu Phi có đóng bển kìa. Ác quá. Xuống anh chị đi cho xa vậy. Trời ơi. Cô ba. Gì? Cô ba ơi, thằng Sơn á, nó thích con gái. Trời ơi, nó con trai thì nó thích gái. Đúng rồi, ba làm hết hồn ha. Nó cầu hôn với Khánh Linh rồi nè. Chị sắp có cháu nội rồi. Anh tính gạt má anh tới bao giờ? Mình chỉ cần giả bộ cho tới khi về Sài Gòn thôi. Sau đó tôi sẽ gọi má, nói là mình chia tay. Mình gì? Mình nào? Anh chỉ biết một mình bản thân anh thôi à? Không lẽ cô chưa bao giờ làm chuyện gì đó trái với lòng mình cho má cô vui hả? Má tôi nhìn kìa, ôm nhau nha. Ủa? Hai người đang hát cái lương hả? Con nói ra thì cũng không tin được đâu. Nói thử coi. Má tôi tưởng tôi bóng. Có xạo cũng xạo vừa phải thôi nha cha. Đó, em nói trước rồi mà. Tôi bí quá, mới nói Khánh Linh là bạn gái của tôi. Bà đang rình từ tôi kia kìa. Rồi, khán giả về hết rồi, buông tay ra đi. Làm gì ông chặt dữ vậy? Còn hả? Mà có chuyện này thiệt hả em? Trâm ơi!
Trâm ơi, Trâm ơi, Trâm đâu rồi? Bây giờ hai đứa ở ngoài này hả? Có thấy bé Trâm đâu không? Kỳ vậy ta? Trời chuyện mưa mà chạy đâu vậy không biết nữa. Bé này, tách ra cho cậu đi nhờ cái. Má ra là kìa. Ơ, nữa hả? Không phải, cho. Gì? Làm gì nhìn dữ vậy? Hồi từ nhỏ lớn chưa thấy con gái tưới cây hả? Trời sắp mưa, tưới cây làm chi? Sắp mưa mới tưới, chứ mưa rồi ai tưới làm chi? Nói gì cũng trả trèo hết á. Đó, mưa rồi đó, thấy không? Hết rồi, vô, vô đây. Đi, vô đây kiếm chỗ trú. Tôi cứ thắc mắc, tại sao mấy anh có thể hiểu lầm đến như vậy? Chuyện dài dòng lắm. Còn lâu mưa mới tạnh mà. Lúc tôi lên Sài Gòn, Duyên khóc sướt mướt mấy ngày mấy đêm. Tôi ít về thăm nhà cũng vì sợ gặp lại nó, sợ là buồn tội nghiệp. Sau này lên Sài Gòn, tôi thấy vui thì chơi, không vui thì thôi, vui chi cho khổ. Bởi vì mỗi lần má tôi hỏi tới chuyện tình cảm thì tôi đều bàn ra, nhất là khi bà nhắc tôi Duyên. Mấy bữa trước, bà nói tôi không được bình thường, mà tôi cũng không hiểu. Hồi nãy, tôi cũng bị bất ngờ như cô. Anh mà bình thường, tôi chết liền. Hôm nay, bà kêu Duyên qua cũng để xem phản ứng của tôi. Tôi thấy, hình như cô cũng chưa quên được anh đâu. Tôi mong có ai đó cưới nó đi phức cho rồi. Anh làm như ai cưới rồi cũng sẽ vui chứ. Ít ra nó cũng quên được tôi. Là người ta thương anh rồi, anh lại bỏ đi. Anh nghĩ người ta có quên được anh không? Có dù xong vô nhà đứng đây chị cho nó ướt. Có dù cũng vậy hả? Nè, bỏ đâu có ướt. Nè, cái này gài hàng tôi phải không? Muốn gì nói thẳng đi. Gài gì gài? Bé Cam, nếu anh nói anh muốn dâng hiến cuộc đời còn lại của anh cho em thì em nghĩ sao? Dạ, bác cắn lưỡi chết liền tại chỗ. Tôi nghĩ chắc mình phải ngủ lại đây đêm nay. Anh điên hả? Trời đất ơi, ai mà cấm hai đứa tâm sự đâu. Mà giờ này khuya, mưa gió lạnh mà đứng đây. Thôi, vô đây má biểu. Tối nay tụi con á, cứ ngủ ở đây. Dạ, thưa bác. Ý, sao lại bác? Bắt đầu từ bây giờ phải kêu là má. À, má ơi, cô Trâm với Khánh Linh đã đặt phòng khách sạn rồi. Con à, trời mưa to gió lớn như vậy, làm sao má để tụi nó đi mà má yên tâm cho được? Dạ, nhưng mà... Nè, không có nhân vị gì hết, ngồi đây. Con đừng có ngại cái gì hết trơn á. Hai đứa đính hôn với nhau rồi, phải coi như là vợ chồng. Tụi bay cũng kêu ta là má rồi. Nhà này á, mai mốt á, cũng sẽ là của tụi con thôi. Đối với má, cái nhà này nhiều kỷ niệm lắm. Hồi xưa đó là má thụ thai thằng Sơn cũng trên cái giường này nè. Ờ thôi khuya rồi, má đi ngủ đây. Ờ, giờ má ngủ ngon. Má. À đây rồi. Cô trốn ở đâu mà tôi đi tìm cô muốn chết luôn. Đi về phòng ngủ với tôi. Dạ thôi bác, con ngái dữ lắm, để con ngủ ngoài phòng khách được rồi. Thôi được rồi, muốn ngủ ở đâu thì ngủ.
Thanh Linh ơi, có phải chị đang nằm mơ không em? Không phải, đây là một cơn ác mộng. Ác mộng hả? Em thử thế chỗ chị đi, rồi em hiểu thế nào là ác mộng nè. Ráng đi, qua khỏi đêm nay là xong rồi. Trời ơi, từ giờ tới sáng chắc cậu ba ông cạo lông làm thịt chị luôn quá. Cậu đừng lo, tối nay ba đứa mình ngủ đây được mà. Thôi vậy đi. Ai 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 nè, con ngủ trong phòng, còn bác ngủ phòng khách. À, nhưng mà à... không có nhân gì hết. Đây. Trời, ở dưới quê mà cũng cúp điện nữa hả? Của má anh lắm. Tôi ngủ dưới đất được rồi. Quyết định vậy đi. Nè, anh làm gì vậy? Cởi đồ. Mày nhỏ, má tôi cho tôi mặc áo đầm. Tôi ghét, tối tôi ngủ, tôi lột hết ra. Ngủ ở trần ở chuồng nhỏ lớn quen rồi. Anh làm gì vậy? Khóa cửa đi, má vô là giãn tuồng đó. Má tôi vô mà thấy tôi ở trần truồng tin dữ nữa. Nói chứ cửa đó đâu có khóa đâu mà khóa. Xong chưa? À, còn quần xịt nữa thôi. Tôi có giỡn thôi nha. Cô không muốn tôi phải ra khỏi giường nhặt nó lên chứ? Hả? Anh ngửi nó. Để tôi. Anh không có bài trò gì nữa nha. Nóng vậy sao mà ngủ được. Cô cởi đồ ra đi. Tôi không nhìn đâu. Nếu tôi có nhìn á, chắc tôi cũng không thấy gì đâu. Nếu tôi có thấy á, chắc tôi cũng không nói gì đâu. Nè, anh tưởng tượng gì vậy? Cô ơi, hồi tối đến giờ nhiều chuyện xảy ra quá. Tôi chưa có dịp cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Tôi chỉ cần anh làm tốt công việc thôi. Cô ơi, ôi, từ hồi ba tôi mất tới bây giờ, hôm nay tôi mới thấy má tôi được vui như vậy á. Trang ơi, má vô. Nè, cúp điện. Má sợ hai đứa nóng cho nên má đem cái quạt vô hen. Dạ, cảm ơn má. Mm-hmm.
thức sớm vậy? Trâm, 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 Trâm. Hậu biết bơi. Ai kêu em nhảy xuống sông đâu. Để anh đỡ em lên à. Yên tâm đi, lỡ em có rớt xuống sông thì cũng có người tình nguyện nhảy xuống cứu em mà. Vậy thì em yên tâm rồi. Yeah. Sì. Cái lần không tới. Tại khinh. Sì. Trâm ơi, Trâm. Anh đem dừa cho em uống nè Trâm ơi. Trâm. Má tôi và cậu ba muốn đi thôi chơi có được không? Tôi muốn đạp anh rớt xuống sông có được không? Làm miếng đi, làm miếng đi. Dạ thôi thôi. Ăn miếng thôi. Con mới ăn hồi nãy nè. Cũng được nữa. Thôi đừng miếng nữa, ăn miếng nữa. Ăn miếng nữa thôi. Em diễn con mọt gạo cho anh coi. Con mọt gạo là con gì? Là nó ở trong gạo á. Nó sao cô? Thì ta nói nó nhỏ xíu gì nè, nó bò bốn cái. Bò hai bốn cái, bốn cái, bò hai bốn. Vậy đó. Rồi, hai ba bốn cái. Bốn. Một, hai, ba, bốn cái. Bốn. Em bốn gì giống mình quá. Khánh Linh à. Dạ. Cậu sẽ có trách nhiệm những gì cậu đã gây ra. Cậu nói gì con không hiểu. Hôm qua bé Trâm đã dâng hiến cuộc đời con gái cho cậu rồi. Cái gì? Cậu nói sao? Coi cái này nè. Nè. Cái gì vậy? À, đâu có gì đâu. Gì vậy? Bỗng thấy tôi hả? À cho mượn lại cái điện thoại. Bé Trâm, cho bà ba mượn cái điện thoại. Cần gọi cho một người bạn. Hola. Alo. Em đó. Rảnh hơi đâu nói chuyện với cái thứ trâu già thích cầm cỏ non đó làm chi vậy? Chuyện của chị với ổng á, em biết hết rồi. Tại sao chị có thể làm những chuyện như vậy với một người như vậy? Làm gì có chuyện đó em. Hôm qua chị ngủ với ai? Ngủ với ổng đúng không? Thì tại hôm qua chơi cúp điện nên chị đâu có thấy ổng nằm trong giường đâu. Vậy chứ những vết son ở trên mặt của ổng là của ai? Tại hôm qua chị say quá nên ổng lợi dụng cơ hội. Trời, chị không biết làm gì hết nên chị cho ổng luôn. Chị không thấy có lỗi với anh Hùng hả? Hùng nào em? Trời. Chị rối quá. Chị không nhớ. Tại cái lúc chị xỉn, rồi chị nhìn chú ba. Chị tưởng chú ba là anh Hùng nên chị mới cho anh Hùng chứ bộ. Khánh Linh, em đừng có ghét bỏ chị nha. Mà sao? Hồi nãy cậu ba á, ổng nói ổng phá đời con gái của chị rồi mà. Sao được? Tại hôm qua chị bị kẹt, chị bị đèn đỏ mà chị không có đem nên Hèn chi. Cảm ơn em nha. Thơm quá, nghe mùi là muốn ăn liền á. Nhưng mà thôi, lúc này tâm trạng chị đang rối bời, không muốn ăn uống gì đâu em ơi. Nè, em ăn đi. Con tách tới bà nội.
Chị chọc cho em vui đó. Vừa cầm lên là chị biết cô thích liền. Chị xài cái hiệu này từ nhỏ đến lớn mà. Trong xóm chị tụi nó đặt chị là Trâm Cô Tết. Mẹ em gọi. Dạ, con nghe. Dạ, bịch chỗ nào đi trời. Dạ. Dạ. Con, ăn trái cây nè. Dạ. Cây nhà lá dừa nghe, ngon lắm. Ăn đi con. Dạ, con cảm ơn má. Cho má hỏi câu này nghe. Con thương thằng Sơn ở chỗ nào vậy? Dạ, ảnh rất là thích khám phá. Khám phá cái gì? Ảnh để ý đến những chỗ nhạy cảm và không ngừng tìm hiểu những giá trị tiềm ẩn bên trong của người phụ nữ. Trời ơi. Trời ơi, thằng Sơn càng lớn càng biết suy nghĩ nha con. Dạ, vậy mới chết con gái người ta má. Con nè, nó nói với má ra là nào là con đẹp nè, con giỏi nè, con thông minh nè. Nó cảm phục tài năng của con dữ lắm. Dạ không có đâu ạ. À, con khờ lắm. Nó nói là chắc chắn sau này là con sẽ thành công, mà tại vì con chưa biết đó thôi. Huy, cho chị nói chuyện với anh Sơn một chút. Dạ, chị cứ tự nhiên. Tối nay mình sẽ về luôn. Anh lấy mọi người chuẩn bị nha. Tôi nghĩ ngày mai về sẽ thoải mái hơn. Ở đây để lừa gạt mấy anh Hoài à? Sao tôi thoải mái được? Nếu bà biết được sự thật còn chết nữa. Mai này tôi có dẫn bạn gái thiệt về bà cũng không tin. Cô thông cảm cho tôi nha. Đưa tôi mượn coi. À, tôi nhớ ra gần nhà má tôi có một cái bến tàu. Khi mặt trời mọc lên thì đẹp lắm. Cô có muốn ở lại sáng mai? Anh chỉ chụp được vậy thôi hả? Ngày mai ở lại chụp thêm cảnh bến tàu cho tôi. Em muốn ngày mai chụp thêm cảnh bình minh. Từ giờ tới bình minh chị biểu mười mấy lần, không còn gì luôn. Em cũng khổ gần chết hả? Chứ có sướng gì đâu. Khổ gì? Chị thấy em với Sơn đóng kịch càng ngày càng hay đó. Nói chuyện vô duyên quá. Cái dòng này á, là gia bảo của gia đình mình đó con. Từ cái thời mà bà cố nội của thằng Sơn á truyền lại cho bà nội thằng Sơn, rồi bà nội thằng Sơn mới truyền lại cho má. Cái này á, là cái dòng, nhưng mà nó giống như là một cái còng chung thân vậy. Ta nói á, hồi xưa đó nha, bà cố nội của thằng Sơn á là dòng dõi vua chúa đó. Bao nhiêu là vương tôn công tử á, là mê bà mà bà không có ưng. Cuối cùng á là bà ưng á ông cố nội thằng Sơn á, chỉ có bán bột chiên ở ngoài chợ thôi. Ủa, vậy làm sao bà cố cưới được ông cố hả má? Là tại vì bà cố đi theo tiếng gọi của con tím. Lấy chồng là lấy cho mình, chứ đâu phải lấy cho ai đúng không con? Hôm nay á, má muốn trao chiếc vòng này lại cho con. Dạ, không được đâu má, con không dám nhận đâu ạ. À, má chờ cái ngày này á, mấy chục năm nay. Mai mốt á, má mà có chết, con nhìn cái vòng này, con sẽ nhớ má. Giống như là má nhớ bà nội thằng Sơn á. Đây, hồi đó đó má đeo chiếc vòng này đẹp hơn bà nội con. Nhưng mà bây giờ con đeo còn đẹp hơn má nữa. Thiệt. Nè, lại đây. Nhanh lên. Con nhìn vô trong kiến kìa. Điện thoại kìa. Alo. Con. Má ơi, con có lỗi.
chuyện gì vậy con? Dạ thưa, sự thật là... Sự thật là Khánh Linh không phải là bạn gái của con. Con nói cái gì vậy? Cô không phải là bạn gái của con. Ôi vậy ra con là... À, dạ không phải. Sự thật là tụi con đã chia tay từ tuần trước rồi ạ. Chia tay? Là vì hôm qua bác hiểu lầm giới tính của anh Sơn, cho nên tụi con buộc lòng phải nói dối với bác. Trời đất ơi, tôi không có hiểu cái gì hết, chắc tôi chết quá. Thưa bác, con xin gửi lại chiếc vòng. Con xin phép ạ. Cảm ơn cô đã cứu tôi. Hai đứa mình coi như xong rồi ha. Đường ai nấy đi. Tôi biết anh đi đâu rồi. Duyên đáng yêu quá mà. Lâu lắm rồi tôi mới dám nói chuyện với cậu lâu như vậy. Thấy hai người nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Cuối cùng thì tôi cũng đã nhận lỗi và xin lỗi với cậu. Còn chuyện của cô thì sao? Chuyện gì? Trung Hà gì đó. Trâm nói là cô sẽ cưới ảnh sau khi lên chức. Tôi đã hứa với người ta rồi. Sao nghe cô nói như không chắc lắm? Chắc chứ. Sao lại không chắc? Tôi nghĩ là... Được rồi, cô chắc. Tôi hỏi vậy thôi, không có ý gì đâu. Chứ không lẽ anh nói là anh cố tình? Cho dù ra sao đi nữa, tôi cũng muốn cô được hạnh phúc thật sự. Điện thoại của chồng sắp cưới của cô đó cô Khánh Linh. Nói đi. Con xin lỗi bác. Alo. Anh gọi em có chuyện gì không? Em đang ở đâu? Anh muốn mời ba má và mẹ anh đi ăn một bữa. Em cũng ở Sài Gòn. Khi nào về em gọi anh nha. Ok, nhớ gọi anh nghe. Bé Trâm. Em đợi chị ở ngoài. Sao em đi mà không cho anh biết? Dạ, tại con bỏ trốn đó cậu. Anh muốn hỏi Trâm chuyện này. Em phải nói thật cho anh biết. Một người đàn ông như anh và một người con gái như Trâm, hai ta có tương lai không? Trâm sao vậy? Nói thẳng cho anh biết đi. Bích cửa. Cửa trước cửa sau hay cửa sổ? Bích các cửa. Bóng gió lỗ chó còn bích luôn. Trâm, Trâm, anh không bỏ cuộc, anh sẽ đeo đuổi em tới cùng. Con Nam Tiến cưới xong, con sẽ đưa Linh đi tham quan trụ sở dầu khí của con để học công. Rồi qua Mỹ xem mấy công trình xây dựng con đang đầu tư bên đấy. Đồng thời con muốn cho Linh hiểu tại sao con không muốn Linh đi làm nữa mà chỉ cần ở nhà lo cho gia đình.
Mẹ con thường nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nhưng con không có thời gian, nên mẹ sẽ giúp con về phần này. Con tin rằng, dưới sự huấn luyện nhiệt tình của mẹ, Linh sẽ trở thành một người vợ vừa ngoan vừa giỏi. Búp bê, không hôn anh à? Chị, đây là mấy bài đã được biên tập, chị duyệt giùm em. À, em đã dời cuộc họp với nhà thiết kế Bionis vào tuần sau rồi. Chị gọi cho mẹ chị chưa? Bác đang chờ đó. Em có thể biến giùm chị được không? Chuyện gì nữa? Chào sếp. Tôi biết cô hay lưỡng lự nên in ra vài tấm mà tôi thích nhất cho cô dễ chọn. Nếu cô không thích thì có thể xem thêm trong USB. Còn đây là đơn xin nghỉ việc của tôi. Mình còn gặp nhau không? Nếu có dịp, cô qua Bangkok thì cà phê. Bangkok? Tôi có một cuộc triển lãm ở đó. Tôi cũng muốn thay đổi không khí một chút. Anh cũng có thể tìm một người bạn gái thật cho má anh vui. Tôi cũng mong là như vậy. Sao? Nghe anh nói có vẻ như là không chắc vậy. Chỉ có cô mới là người không chắc thôi. Không định mời tôi về nhà sao? Tôi... Anh Sơn ơi, cho em hỏi cái này một tí. Tôi xin lỗi. Tôi chỉ định ghé qua để... Cảm ơn anh trước khi đi Bangkok. Ban giám đốc rất là ấn tượng về những bức hình của anh. Họ rất hài lòng về số tới này. Tôi không ngạc nhiên về tài năng của cô. Chúc anh đi vui vẻ. Tôi chúc cô trong năm hạnh phúc.
để xin lỗi con. Hôm ăn tối với gia đình của Trung Hà đó, mẹ mới biết. Mẹ chỉ nghĩ cho mẹ, mà mẹ không hề nghĩ tới con. Chuyện cũng qua rồi mà, con đã quyết định rồi. Con không muốn đi sớm về khuya một mình nữa. Con. Xong rồi đó chị. Chuẩn bị nghe con, đàn trai sắp tới rồi. Dạ. Yeah. Đi theo cô. Dạ. Yeah. Quay phía ngoài này nè. Bộ thành phố này hết đàn bạn gái sao á? Tự nhiên bắt chị làm phụ dâu chi vậy trời? Chị hứa là lúc nào cũng đứng sát bên cạnh em nha. Sao chị nhìn em dữ vậy? Em làm cô dâu đẹp lắm đó. Chỉ có cái này không biết là có nên đưa em coi không nữa. Rất muốn một thứ gì đó giống như là chị sẽ không thể sống nếu như thiếu nó được, nhưng mà chị biết chắc là chị sẽ không bao giờ có nó. Chị có hiểu em nói gì không? Chị nói gì đi chị. Chị có lý do. Không. Chị có lý do. Chị đừng giải thích gì hết. Chị có lý do mà. Em không trách chị đâu. Chị đừng có lo. Khánh Linh. Chị không phải người giống như em nghĩ đâu. Em không có nghĩ gì hết á. Tất cả là lỗi tại em. Không. Em không có lỗi gì hết. Em làm cho chị hiểu lầm em. Chị không có hiểu lầm. Nếu như em biết được chị là ai, nếu như em thấy được con người thật của chị, nếu như chị cởi đồ ra thì không, chị đừng có cởi đâu. Khánh Linh chết tụi rồi. Khánh Linh. Khánh Linh làm ơn hãy để cho chị giải thích. Nếu bây giờ chị không nói, chị sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói nữa. Đúng là chị đã yêu thầm em từ đó đến giờ, nên khi nãy thêm làm cô dâu, anh đã tưởng tượng hôm nay là ngày cưới của mình. Phụ dâu nổi loạn à? Không lẽ là nó có vấn đề về giới tính? Hình như nó không thích đàn ông hả? Ừ. Nó giống mẹ nó. Tại sao bây giờ anh... Chị mới nói cho em biết. Em còn nhớ thằng Hùng Khơi, mà mọi người vẫn nói nó hơi khùng, học chung trường với em á. Ngày nào nó cũng nhịn ăn sáng lấy tiền mua bông cho em, nhưng nó không dám tặng em, chỉ dám lén lén bỏ vào vỏ xe của em thôi. Tới ngày sinh nhật của em, nó lấy hết can đảm để đối diện với em. Chúc mừng sinh nhật nha.
sao Sim thích gây chú ý. Từ đó về sau nó không bao giờ dám tới gần em nữa, và nó không bao giờ dám tỏ tình với con gái nữa. Nó âm thầm yêu em trong bóng tối. Rồi một ngày đẹp trời, nó nghe tin em muốn tuyển slide đích tử. Nó chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Bởi vì nó biết chỉ khi em không nhận ra nó mới dám đối diện với em. Nó biết đây là cơ hội duy nhất để nó được gần gũi em, được quan tâm, được chăm sóc cho em, dù chỉ là tình yêu đơn phương. Nhưng bằng mọi giá nó phải nắm lấy cơ hội này. Trời đất ơi, gì ghê. Khánh Linh, anh cũng khao khát những điều mà không bao giờ anh có được, và anh đã chấp nhận như vậy. Nhưng anh không muốn em giống như anh. Em vẫn còn cơ hội để thay đổi mọi thứ mà. Chắc tôi xem nhầm ngày. Con xin lỗi bác. Xin lỗi anh. Em đang dở cái trò gì vậy? Thưa anh, anh chưa bao giờ cho em cảm giác là anh yêu em. Bởi vì người yêu nhất chính là bản thân anh. Em chỉ là một thứ trong những thứ mà anh phải có. Và để trở thành một thứ anh thích, anh sẽ biến em thành một con người khác, bất kể đến cảm giác của em. Đẹp mặt chưa con? Nếu búp bê có cảm xúc thì cũng chỉ là một con búp bê. Ông bà xem, con gái của ông bà đấy. Thưa bà, tôi chưa bao giờ hãnh diện và mừng cho con gái tôi như lúc này. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa bao giờ nghe bà nói câu nào hay như câu này. Ủa, ông cũng nghe tôi nói rồi đó à? Thì bà cũng đang nói chuyện với tôi đó. Anh Hùng, đi đi em. Chào gì nữa. Anh hôn em đi. Rồi em đi. Em không còn thời gian nữa đâu. Anh không nghe em nói gì sao? Thêm một cái nữa. Chị may mắn. Không chúc mừng thư ký tòa soạn mới à? Mời anh.
Với kinh nghiệm làm việc của anh, tôi hoàn toàn tin tưởng anh có thể làm tốt công việc này. Thậm chí chúng tôi sẽ không tìm được một người nào giỏi hơn anh. Nhưng rất tiếc, chúng tôi chỉ tuyển stylist nữ. Mong anh thông cảm. Nhưng em đang rất cần một trợ lý. Hy vọng anh không từ chối. Đau quá. Cảm ơn cô thư ký tập soạn. Anh cũng có cái này cho em. Mốt đừng giỡn anh kiểu này nha. Anh tèo tim anh luôn. Ngại nha. Cô ở đây vì triển lãm của tôi chứ? Tại sao tự nhiên anh lại nghĩ như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Vậy tại sao anh lại gọi cho tôi? Tôi tưởng tượng là trong số khách đến dự hôm nay sẽ có cô. Tôi cần hình dung là cô sẽ mặc một chiếc áo đồng giản dị, màu kem, khác với mọi thứ mà cô thường mặc. Anh chưa bao giờ thấy tôi mặc đồ giản dị mà. Tôi còn hình dung là mái tóc của cô xõa bồng bềnh. Tôi thích kiểu tóc này nhất. Còn nữa, trong khi mọi người đến để xem hình thì cô đến để tìm tôi. Và nếu cô không thấy tôi thì cô sẽ quên mất ly rượu trong tay. Trí tưởng tượng của anh dồi dào quá. Cũng có thể là cô không quên nó, nhưng cô không muốn uống nó một mình. Và như có một động lực vô hình nào đó dẫn đường cô mỗi lúc càng gần hơn, gần hơn. Và cuối cùng cô thấy tôi đứng trước mặt cô, phong trần lãng tử, như một hot boy từ trong tạp chí đàn ông nhảy ra. Rồi sao nữa anh? Anh chỉ mới tưởng tượng tới đây thôi. Tình địch của anh đó. Lại có chuyện này nữa à? Trong mấy ngày qua, chuyện gì cũng có thể xảy ra hết anh ạ. Nhưng có một chuyện nên xảy ra mà vẫn chưa xảy ra.